Phong Thủy Tam Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh chia sẻ kiến thức của Phong Thủy Tam Nguyên. Và ngày hôm nay thì trong video này thì Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các cô chú chị và các bạn một trong những cái nguyên tắc quan trọng trong cái việc đó chúng ta thực hiện cái lễ nhập trạch. Nhưng trước đó Đức Trung sẽ trong video này Đức Trung sẽ nói đến các cô chú chị cái nguyên tắc quan trọng cho việc chúng ta lựa chọn ngày nhập trạch như thế nào. Thưa các cô chú chị biết rằng là trong phong thủy thì có nhiều cái quan điểm khác nhau liên quan đến lựa chọn ngày giờ cát lành, đúng không ạ? Liên quan đến lựa chọn ngày giờ đại sự. Và cũng rất nhiều người quan niệm rằng là chúng ta lựa chọn cái ngày là ngày hoàng đạo hoặc là giờ hoàng đạo thì liệu có chính xác không? Hoặc là chúng ta lựa chọn những cái ngày tránh những cái sao nguyệt kỵ hoặc là tam lương thì là ngày đấy là ngày xấu, còn lại các ngày còn lại chúng ta hoàn toàn để thực hiện được thì liệu có đúng không? Hay cũng rất nhiều các cô chú chị lại đi hỏi thầy cúng, thì thầy cúng lại xem chân gà, xem lá trầu, xem trầu cau, rồi là xem chỉ tay, rồi là lựa chọn một cái ngày nào đó. Thì có rất nhiều các cái phương pháp xem ngày khác nhau. Nhưng về cơ bản rằng là đối với phong thủy chính phái và phong thủy chính tông thì phong thủy tam nguyên chúng tôi xem ngày như thế nào, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú chị. Và đặc biệt cũng rất nhiều người băn khoăn cũng như rất nhiều người tò mò không biết là nguyên tắc nào để phong thủy tam nguyên lựa chọn xem ngày giờ. Vậy thì cái việc lựa chọn xem ngày giờ của phong thủy tam nguyên, Đức Trung và thầy tam nguyên có nhắc đến rất nhiều lần, nó chỉ gói gọn trong hai từ thôi, đó là phù long và tương chủ. Các cô chú chị nhớ nhé, đây là khẩu quyết quan trọng trong việc chúng ta lựa chọn ngày đại sự, đặc biệt là những cái ngày liên quan đến trạch cát. Đó là nguyên tắc, đó là phải phù long và tương chủ. Những ngày trạch cát tức là những cái ngày liên quan đến nhà cửa và đất đai, đúng không ạ? Và nếu như thiếu những cái dữ kiện đầu vào như sau thì cái việc xem ngày gần như là không có chính xác. Và Đức Trung cũng như thầy tam nguyên cũng như đội ngũ trợ lý cũng có hỏi rất nhiều các gia chủ là nếu như mà đi xem thầy bói thì ông thầy đấy có hỏi những cái thông tin như thế này hay không, và cũng rất nhiều các cô chú chị trả lời rằng là không hỏi, đến là thầy xem chân gà và sau đó thầy đưa ra một cái ngày về em làm, và rõ ràng là làm xong ngày đấy một thời gian sau cũng có phản hồi lại phong thủy tam nguyên, đó là nhiều điều bất lợi xảy ra quá. Do đó rằng là để mà lựa chọn một cái ngày trạch cát nó thật là tốt hay lựa chọn một cái ngày đại sự thật là tốt thì gần như đây là cái sự gói gọn tinh túy của cái thuật phong thủy, đúng không ạ? Bởi vì rằng là nguyên tắc xem ngày nó phải căn cứ trên âm dương ngũ hành, can chi nạp giáp, tọa sơn và phối hướng, đúng không ạ? Và rất nhiều các thông tin khác nữa. Bởi vậy cho nên rằng là cái yếu tố là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, rồi là tránh tam lương nguyệt kỵ sát chủ đôi khi nó không phải là điều quan trọng nhất, đây mà là một trong những cái tiêu chí quan trọng. Và Đức Trung sẽ trao đổi với các cô chị sâu hơn về cái việc là thế nào là phù long và tương chủ. Nguyên tắc lựa chọn xem ngày đó là chúng ta cần phải căn cứ vào những thông tin quan trọng mà các cô chú chị cần phải cung cấp như sau. Và đối với xem ngày nhập trạch hay là xem ngày liên quan đến động thổ, tu sửa nhà hay là những cái ngày trong quá trình làm nhà như là động thổ, cất nóc, đổ mái thì đây đều là những cái ngày liên quan đến trạch cát, những ngày liên quan đến ngôi nhà, tọa hướng ngôi nhà. Do đó là một trong những cái thông tin đầu tiên quan trọng các cô chú chị cần phải cung cấp đó là tọa và hướng của ngôi nhà mình là gì và là bao nhiêu độ, các cô chú chị nhé. Chúng ta hãy sử dụng những cái thiết bị đo có sự chính xác cao, ví dụ như ứng dụng La Bàn Việt, hoặc là chúng ta sử dụng La Kinh Ngọc Phúc Đường để chúng ta đo chính xác xem hướng nhà mình là hướng gì và là bao nhiêu độ thì mới có thể tạo ra sự chính xác được. Chúng ta cần phải đo được cái hướng nhà, tại vì sao? Bởi vì tọa và hướng của ngôi nhà nó tạo ra cái yếu tố về vận hạn cát hung cho ngôi nhà đó và tạo ra vận hạn cát hung đối với các thành viên ở trong ngôi nhà. Do đó rằng là nó có cái sự tương quan về ngũ hành, về các cái ngũ hành địa chi trong cái tọa hướng ngôi nhà hoặc là ngũ hành theo hậu thiên bát quái. Do đó nếu như không nắm được tọa hướng ngôi nhà thì cớ làm sao mà xem được cái ngày liên quan trạch cát được, đúng không ạ? Do đó thiếu tọa hướng ngôi nhà thì không thể nào xem ngày trạch cát được. Do đó nó đây là một trong những yếu tố đầu tiên, đó là phải có tọa và hướng của ngôi nhà và phải đo chính xác xem là bao nhiêu độ nhé các cô chú chị nhé. Cái thông tin thứ hai đó là năm sinh của các thành viên trong gia đình. Nhiều người cũng cứ nghĩ là chỉ cần năm sinh của trạch chủ thôi, về cơ bản đúng nhưng mà chưa đủ. Tức là chúng ta cần phải có năm sinh của trạch chủ và các thành viên trong gia đình bao gồm là vợ và các con chẳng hạn thì sẽ tăng cái độ chính xác cao hơn. Ví dụ như là con gái mà lấy chồng rồi, con gái lớn lấy chồng rồi chúng ta không có xét, mà chúng ta xét ở đây là xét những cá nhân ở trong ngôi nhà đó. Tại vì rằng là yếu tố phong thủy là tác động đến yếu tố ngôi nhà và vận hạn của ngôi nhà tốt hay xấu thì cũng ảnh hưởng đến tất cả các thành viên ở trong ngôi nhà đấy. Còn lại thì các thành viên mà không ở trong ngôi nhà đấy thì yếu tố về khí tác động nó không có sự xuyên suốt. Bởi vậy cho nên rằng là quan trọng nhất là người trạch chủ, tức là người chồng, người cha và người vợ và các thành viên ở trong ngôi nhà đó thì cần phải có năm sinh của các thành viên này. Và tốt nhất là các cô chú chị hãy cung cấp cái năm sinh là dương lịch thì để phong thủy tam nguyên chúng tôi có thể là suy ra được âm lịch là như thế nào, còn phải căn cứ vào tiết khí đã chuyển hay chưa. Do đó rằng là có khá nhiều những cái thông tin quan trọng mà khi các cô chú chị cung cấp phong thủy tam nguyên cần phải luận giải sâu hơn nữa để lựa chọn một cái ngày nó quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là
chúng ta phải căn cứ vào yếu tố về vận khí của cái thời điểm chúng ta nhập trạch như thế nào, nó có được vượng hay không. Hay là đặc biệt là xem ngày động thổ thì lại càng quan trọng cái thời điểm này. Tức là chúng ta phải lựa chọn vào cái tháng vượng để chúng ta thực hiện cái việc động thổ này, hay chúng ta lựa chọn vào cái thời điểm vượng để chúng ta lựa chọn cái thời điểm chúng ta nhập trạch. Ví dụ hạn chúng ta cần phải tránh một số tháng, ví dụ như tháng sát long, ví dụ như tháng xung với lại là tuổi của trạch chủ. Ví dụ như ông trạch chủ là tuổi Tỵ đúng không ạ? Ví dụ 1977 đinh Tỵ đúng không ạ? Thì dĩ nhiên không thể lựa chọn vào cái tháng Hợi là tầm khoảng tháng 10 âm được đúng không ạ? Bởi vì tháng Hợi đấy là cái tháng mà nó là cái tháng mà có cái sự xung khắc về địa chi với lại là trạch chủ Tỵ Hợi xung nhau. Do đó thì người ta cũng kiêng vào cái tháng này, thì vẫn cần phải căn cứ vào cái yếu tố về xung khắc ở địa chi đúng không ạ? Thì mới có thể là quyết định được cái tháng đấy có phải là tháng vượng không để mà lựa chọn đúng không ạ? Hay chúng ta biết rằng là đối với những ngôi nhà mà đó ví dụ như ngôi nhà mà có cái tọa là tọa đông bắc đúng không ạ, mà hướng là hướng tây nam, chúng ta biết rằng là cấn thì tọa cấn hướng khôn thì sát là sát ở dần đúng không ạ? Do đó là dĩ nhiên không thể nào lựa chọn cái tháng dần là cái tháng sát long để mà lựa chọn nhập trạch được đúng không ạ? Hay là những ngôi nhà mà tọa là tọa tây bắc và hướng là hướng đông nam đúng không ạ? Tọa càn và hướng tốn thì dĩ nhiên là càn thì sát ở ngọ. Do đó cũng không thể nào lựa chọn vào cái tháng ngọ là cái tháng năm, tầm khoảng tháng năm để mà nhập trạch được. Bởi vì đấy là cái tháng sát long. Do đó là không phải là cứ ầm chúng ta vào nhập trạch được đâu, mà cần phải căn cứ vào rất nhiều các thông tin. Và ba thông tin quan trọng đấy là thông tin chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là tọa hướng ngôi nhà. Cái thứ hai đó là năm sinh các thành viên tính theo dương lịch. Tốt nhất là cung cấp đầy đủ năm ngày tháng năm sinh, không cần giờ sinh. Và cái thứ ba đó là thời điểm nào là cái thời điểm nhập trạch. Và cái thời điểm nhập trạch này nó cũng quyết định những một cái yếu tố quan trọng. Một yếu tố quan trọng đây là gì? Đó là các cô chú chị vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta lựa chọn cái ngày nhập trạch để ngày nhập trạch đây là ngày lấy ngày đúng không ạ? Cái quan niệm lựa chọn ngày nhập trạch lấy ngày là như thế nào? Lựa chọn ngày nhập trạch lấy ngày đó là chúng ta cứ nghe rằng là ông nọ bà kia nói là úi rồi ông mày mà không nhập trạch vào tháng kia là tháng đấy là nó họa hại với mày, nó là tuyệt mệnh mày, thế là hãi quá là quay ra là ầm đi nhập trạch. Tuy nhiên cái nhà chưa hoàn thiện xong, vẫn còn bao nhiêu dở dang, gạch ngói cát sỏi vẫn còn ở đấy đúng không ạ? Đập phá vẫn còn rầm, bụi bặm như thế mà chúng ta nhập trạch lấy ngày thì sao nhập trạch được? Tại vì các cô chú chị chưa hiểu một nguyên tắc quan trọng trong ngày nhập trạch ở cái phần nghi lễ mà Đức Trung sẽ nói kỹ hơn ở những video sau. Nhưng một trong những cái nguyên tắc quan trọng đó là ngày nhập trạch chúng ta cần phải an vị được bát nhang, an vị được không gian thờ tự và an vị được phòng thờ của nhà mình. Như vậy nếu như ngôi nhà mà chưa hoàn thiện, còn đục đẽo, còn dở dang, còn sang sửa, còn bừa bộn ở đấy thì làm sao mà nhập trạch được đúng không ạ? Mời các cụ về để an vị trên bát hương, ngự ở trên đấy rồi sẽ lại đuổi các cụ đi hay sao? Làm sao mà được đúng không? Do đó rằng là không có khái niệm nhập trạch lấy ngày đâu. Cái việc mà chúng ta cần phải căn cứ vào yếu tố đó là tiến độ thi công công trình nhé. Chúng ta căn cứ vào cái tiến độ thi công công trình các cô chú chị ạ. Chúng ta căn cứ vào cái tiến độ thi công thực tế của công trình nhà mình, nó sẽ rơi vào tầm tháng nào để chúng ta lựa chọn vào cái thời điểm nhập trạch sao cho nó vượng nhất. Và nếu như cái tháng đấy mà nó sát long hoặc là sát chủ thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể đẩy nhanh cái tiến độ hơn để nhập trạch vào cái tháng trước khi nó rơi vào cái thời điểm là chuyển khí sang tháng sát long sát chủ đấy. Hoặc chúng ta cũng có thể là kéo dài cái thời gian thi công ra một chút để không quá vội, và để qua cái tháng sát long sát chủ thì chúng ta nhập trạch. Thì đấy là những nguyên tắc quan trọng. Vậy thì phù long tương chủ ở đây là như nào? Phù long tức là yếu tố là lựa chọn cái năm tháng ngày giờ nó phải đắc cho cái trạch nhà đúng không ạ? Bởi vì rằng là chúng ta lựa chọn năm tháng ngày giờ gì chăng nữa thì như Đức Trung nói, nó vẫn căn cứ trên yếu tố là âm dương và ngũ hành, can chi nạp giáp đúng không ạ? Tọa sơn phối hướng, bất cứ cái yếu tố nào chúng ta đều có thể quy về âm dương ngũ hành hết. Thiên can thì có ngũ hành của thiên can, địa chi thì có ngũ hành của địa chi, và nó phối với lại thiên can địa chi của tọa hướng ngôi nhà, nó phối với thiên can địa chi của trạch chủ, nó phối với rất nhiều các yếu tố khác nữa mà chúng ta quy về thiên can địa chi thì mới có thể quyết định được một cái ngày tốt. Do đó rằng là nếu như không có tọa hướng ngôi nhà, không có năm sinh các thành viên thì cũng không thể nào mà lựa chọn được cái ngày sao cho can chi nó đắc được đúng không ạ? Không thể nào lựa chọn cái ngày can chi đắc được đúng không ạ? Do đó rằng là với những kiến thức liên quan đến kiến thức về bổ long trạch khí như thế nào thì các cô chú chị có cơ hội mà đến với kiến thức của phong thủy tam hợp phái thì cũng sẽ có cái cơ duyên được đến với phong thủy chính tông để hiểu hơn về kiến thức này. Bởi vì trong cái thời lượng video có hạn như này, Đức Trung cũng không thể nào giải thích tường tận cho cô chú chị hiểu được rằng là thế nào là phù long. Nhưng về cơ bản rằng là cái nguyên tắc lựa chọn năm tháng này giờ nhất định nó phải căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà để mà xét đến yếu tố về ngũ hành, can chi nạp giáp, ngũ hành của tọa hướng phối khí nó rất là quan trọng. Cái yếu tố thứ hai mà Đức Trung có nhắc đến đó là tương chủ. Đã nói đến phù long thì chắc chắn là phải thêm một yếu tố nữa đó là tương chủ. Phù long tương chủ, tương chủ đây có nghĩa là như nào? Tức là cái năm tháng ngày giờ nhập trạch mà chúng ta lựa chọn nó phải có cái sự tương hợp với lại là trạch chủ. Thông qua cái gì? Thông qua các cái yếu tố liên quan đến tương hợp giữa địa chi cũng như là các cái nguyên tắc quan trọng trong cái yếu tố phối thần sát. Ví dụ chẳng hạn
chúng ta có thể lựa chọn về những cái nguyên tắc ví dụ như tam hợp, nhị hợp đúng không ạ? Hoặc là lộc mã quý nhân. Thế nào là lộc mã quý nhân thì có lẽ là các cô chú chị hãy xem lại cái video liên quan đến lựa chọn tuổi ekip thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là lộc của mỗi người là như thế nào, tuổi thiên lộc như thế nào, tuổi quý nhân như thế nào hoặc là tuổi thiên mã như thế nào đối với mỗi người đúng không ạ? Chúng ta cần phải căn cứ vào những nguyên tắc đó để mà lựa chọn đến cái năm tháng ngày giờ chúng ta tiến hành chúng ta nhập trạch. Vì rằng là có một cái nguyên tắc quan trọng trong phong thủy mà các cô chú chị có thể là chưa biết, rằng là chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là ngày này nó là ngày tốt. Ngày tốt là tốt cho tất cả ư? Ngày tốt cho tất cả mọi việc ư? Rằng là ai cũng có thể thực hiện vào cái việc đó vào ngày đó ư? Điều này tư duy sai. Hoặc là ngày này là ngày xấu, ngày này là ngày xấu thì xấu với tất cả sao? Điều đó không phải. Lấy ví dụ, các cô chú chị rất lo ngại rằng là những cái ngày ví dụ ngày tam lương, ngày nguyệt kỵ. Ngày tam lương nguyệt kỵ chúng ta biết rằng là ví dụ thì hạn khái niệm ngày nguyệt kỵ đó mùng 5 14 23 đúng không ạ? Đi chơi cũng thiệt nghĩa là đi buôn, tức là cái khái niệm của quan niệm dân gian nó in hằn sâu vào trong tâm trí mỗi người khiến chúng ta cứ lo ngại là ngày đấy xấu đúng không ạ? Nhưng thực tế nếu mà xấu rồi là ngày tam lương nữa, nó đều có cách tính cả những cái ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu đó ngày tam lương. Đấy, và nếu như ngày này mà xấu thật đúng không ạ? Ngày này xấu thật tức là xấu với tất cả mọi người thì có lẽ là nhà nước chúng ta là cần phải có cái yếu tố về thông cáo để mà tất cả bà con là nên ở nhà đúng không ạ? Tránh dịch Covid ấy để mà không có bị ảnh hưởng vạ lây bởi những cái ngày xấu này nó ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tính mạng của mỗi người. Lẽ ra nhà nước còn phải thông cáo như thế nhưng thực tế nó không có phải. Lựa chọn một cái ngày tốt nó cần phải căn cứ vào cái việc đấy là việc gì đúng không ạ? Tuổi gia chủ là năm sinh bao nhiêu và phối hợp với công việc gì? Ví dụ như là về việc kết giao liên quan đến buôn bán, ký kết hợp đồng thì rõ ràng nó căn cứ vào cái người ký và cái bạn đối tác là như nào để lựa chọn một ngày tốt nhất. Nó cần phải căn cứ như thế chứ không phải là cứ ngày tam lương, ngày nguyệt kỵ là hãi đùng đùng nên là lo sợ là không dám làm. Xấu với anh nhưng chưa chắc là xấu với tôi và tốt với tôi cũng chưa chắc là tốt với anh. Nó cần căn cứ vào việc của anh là việc gì, anh làm trên cái yếu tố là tọa hướng nhà anh như thế nào và cái anh làm ở thời điểm nào chứ không phải chúng ta cứ tra mấy cái lịch vạn niên và sau đó chúng ta cứ quyết định ầm ầm rằng là chúng ta sợ những ngày đấy. Điều đấy là điều không có căn cứ và không có chính xác. Những cái nào mà truyền thừa từ những cái kiến thức của cổ đại của ông cha ta chúng ta có thể là lưu giữ, những kiến thức nào nó không có đúng mà được lưu truyền nó nhắc đi nhắc lại thì chúng ta cứ nghĩ là đúng thôi. Nhưng thực tế rằng là trong phong thủy cao cấp chính phái thì nó không có như vậy. Do đó chúng ta cần phải bóc tách một cách rõ ràng và cũng không có cái chuyện là đi xem chân gà, đi xem chân bói rồi là đi xem lá trầu mà suy được một cái ngày tốt. Đấy là cái điều vô căn cứ. Bởi vậy cho nên đi xem bất cứ một người thầy nào mà có cái lực để xem ngày, ứng dụng tốt phong thủy thì cần phải biết được rằng là ông thầy đó cần phải hỏi rằng là tọa hướng của nhà anh chị là hướng gì và bao nhiêu độ, năm sinh các thành viên gia đình anh chị là như thế nào, năm sinh dương lịch như thế nào, để suy ra được can chi, rồi là anh chị muốn làm vào tháng mấy, tháng đấy là tháng gì và ngũ hành tháng đấy là như thế nào, nó có cái yếu tố tương quan về địa chi hoặc là thiên can với lại các thành viên gia đình hay không, đặc biệt với trạch chủ hay không, nó phải căn cứ luận giải vào rất nhiều các thông tin. Đấy. Do đó rằng là cái việc mà chúng ta hiểu biết đúng thông qua video này, Đức Trung chia sẻ chân thành đến các cô chị những cái nguyên tắc quan trọng cho việc lựa chọn ngày trạch cát, đặc biệt là ngày nhập trạch như vậy, để chúng ta có căn cứ để mà đối chiếu, để mà không có bị lừa phỉnh bởi những thầy bà luyên thuyên ở ngoài xã hội. Đặc biệt là chúng ta có những căn cứ chính xác để mà chúng ta có cái định hướng trong cái việc chúng ta học tập về phong thủy chẳng hạn. Nếu những ai muốn nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta hãy tìm kiếm cuốn sách tốt để chúng ta lựa chọn. Thì một trong những cái đầu sách mà Đức Trung có thể gợi ý đến các cô chú chị học về những cái yếu tố về thuật trạch cát như này thì chúng ta hãy đọc cuốn về Hiệp Kỷ Biện Phương Thư nhé. Chúng ta có thể tìm kiếm cuốn Hiệp Kỷ Biện Phương Thư để chúng ta đọc, giống như bìa sách mà xuất hiện trên video này, để chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Ngoài ra còn rất nhiều những cái nguyên tắc quan trọng nữa khác nữa trong cái việc phối kết hợp để mà lựa chọn xem ngày trạch cát, ví dụ như tránh những cái yếu tố sát, lựa chọn những cái thần sát hoặc là lựa chọn những cái thần sát quan trọng trong cái việc lựa chọn ngày thì cần phải có những cái thời gian nghiên cứu chuyên sâu về phong thủy thì mới có thể quyết định được, chứ không hề đơn giản thông qua những cái kiến thức mà các cô chú chị tự tiếp nhận hoặc tự đọc hoặc là thông qua các thầy bà, thầy cúng, thầy bói mà xem thông qua những cái phương pháp mà Đức Trung có đưa ra nó phản khoa học và không có đúng đối với phong thủy gì cả. Đấy, do đó rằng là ngày trạch cát tức là những ngày liên quan đến động thổ làm nhà, những ngày liên quan đến ngôi nhà là những cái ngày rất là quan trọng, và ngày nhập trạch thì cũng thế. Bởi thế cho nên rằng là chúng ta hãy có những kiến thức đúng thì nó sẽ tốt hơn. Và để mà tư vấn kỹ hơn về vấn đề này cũng như là được trả kết quả chi tiết thông qua cái phiếu trả kết quả giống như các cô chú chị nhìn thấy trên màn hình về phiếu kết quả xem ngày nhập trạch thì các cô chú chị hãy gọi điện đến số 1900292 bấm để mà gặp các đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn về cái ngày nhập trạch cho gia đình mình để lựa chọn cái ngày tốt nhất để mà gia đình chúng ta có cái sự hòa hợp, gia chung hòa hợp và tăng tài, tăng lộc, tăng bình an, đúng không ạ? Ngoài ra thì các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng
để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn về ngày nhập trạch cũng như những nghi thức nghi lễ quan trọng cho ngày nhập trạch. Và video tiếp theo thì Đức Trung sẽ nói tốt hơn, nói sâu hơn cho các cô chú anh chị những cái nghi lễ quan trọng trong ngày nhập trạch như nào để chúng ta có một phương án chuẩn bị tốt nhất cho ngày nhập trạch được hoàn thiện. Hãy bấm nút chia sẻ video cũng như bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong video sau nói về những nghi thức quan trọng trong ngày nhập trạch. Đức Trung xin chào và hẹn gặp lại.